lên câu chuyện đời ta. Mỗi người một nụ cười, một mong ước riêng mình. Mỗi người một con đường, ta bước qua bao nhiêu buồn vui. Có khi tự hỏi mình, ồ, hạnh phúc là gì? Giữa phố phường Hà Nội ồn ào náo nhiệt, có một người đào nương lại chọn tìm về không gian nhỏ của riêng mình để thỏa thú sinh ca điệu khúc. Ngày ngày chị vẫn trăn trở với cây đàn đáy, với nhịp phách và những điệu khúc ca trù. Nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Huệ là một trong những người đã và đang nỗ lực gìn giữ nghệ thuật ca trù. Nhiều người vẫn gọi chị là báu vật nhân văn của nền nghệ thuật truyền thống nước nhà. Thì tôi cảm thấy ca trù giống như là một cái sợi chỉ luôn luôn đưa tôi trở lại với những cái giá trị văn hóa truyền thống và kết nối được với tôi, kết nối tôi với những cái giá trị đạo đức mà ông cha để lại. Ít ai biết, đào nương Phạm Thị Huệ đến với âm nhạc truyền thống không phải bằng ca trù. Ban đầu, chị học theo đàn tỳ bà tại Nhạc viện Hà Nội. Thông thạo hầu hết các nhạc cụ dân tộc như sáo, đàn tranh, đàn bầu, bộ gõ. Thế nhưng, người đào nương này lại chọn ca trù để gắn bó cả cuộc đời. Thời điểm mới đến với ca trù, Phạm Thị Huệ là đào nương duy nhất biết vừa hát vừa đàn đáy. Trước đó, hầu như chỉ có nam giới mới có thể dùng vì cần đàn đáy dài kỷ lục. Đi tìm ca trù vì trong quá trình đấy thì tôi cũng nghe những cái băng của các nghệ nhân hát và thấy rất là hay. Thì đến khoảng năm 2002 gặp nghệ nhân Nguyễn Thị Trúc và nghệ nhân Nguyễn Phú Đệ. Đây là những người thầy đầu tiên truyền lại nghệ thuật ca trù. Với mong muốn bảo tồn nghệ thuật ca trù, năm 2006, đào nương Phạm Thị Huệ cùng hai người thầy của mình là nghệ nhân Nguyễn Thị Trúc và nghệ nhân Nguyễn Phú Đệ thành lập câu lạc bộ ca trù Thăng Long, nay là Giáo phường ca trù Thăng Long. Giáo phường ca trù Thăng Long là nơi đi tiên phong trong việc phục dựng hình thức hát cửa đình, đưa ca trù trở về với hình thức diễn xướng chính thống của nó. Đây cũng đã trở thành không gian cho những người yêu mến nghệ thuật ca trù hội ngộ. Năm 2006 thì thời điểm đấy chúng tôi bắt đầu quyết định là biểu diễn trước công chúng. Và giai đoạn đầu thì đa phần là biểu diễn cho các bạn sinh viên, những người về hưu. Sau một giai đoạn đấy thì cũng có một cái lượng khán giả yêu thích. Sau đó thì cũng có một số các cái nước họ cũng mời qua biểu diễn. Và chúng tôi cũng đi biểu diễn và cũng có rất nhiều những cái sự đón nhận của công chúng họ ở nước ngoài, nhưng mà họ cũng cảm thụ được về âm nhạc truyền thống Việt Nam. Đã nhiều năm trôi qua, từ khi bước chân vào nghiệp ca trù, chúng tôi vẫn thấy được niềm đam mê như thuở ban đầu mỗi khi bước lên sân khấu của đào nương Phạm Thị Huệ. Thế nhưng, bên trong ngọn lửa đam mê cháy bỏng ấy vẫn cứ ẩn chứa nhiều tâm sự khó nói. Có lẽ là để có thể gần gũi với khán giả thì chúng ta cần phải có nhiều những cái tác phẩm mà nó phù hợp, nó cũng mang những cái tính giúp cho người ta hiểu được những cái giá trị của đạo đức, của nhân sinh quan, những cái hiểu biết giống như người xưa vẫn thường làm. Kể từ khi thành lập, Giáo phường ca trù Thăng Long đã đào tạo ra nhiều nhóm ca nương và kép đàn trẻ triển vọng tại Hà Nội. Con gái của nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Huệ là đào nương trẻ Nguyễn Huệ Phương cũng nối nghiệp mẹ,
gắn bó với âm nhạc truyền thống dân tộc. Mẹ là một người đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc dìu dắt và đưa mình đến với ca trù. Ca trù dường như là một cái loại âm nhạc mà nó gắn liền với tuổi thơ mình, chứ nó không còn là một cái loại âm nhạc truyền thống riêng đối với các bạn trẻ Việt Nam. Mình muốn là vừa phát triển âm nhạc truyền thống, vừa bảo tồn âm nhạc truyền thống mà cũng tìm hiểu thêm và phát triển những cái khía cạnh khác của âm nhạc, và cũng giúp cho thế giới và mọi người biết nhiều hơn đến ca trù. Thực ra thì là mình tham dự giáo phường ca trù Giang Long cũng năm ít mười mấy năm rồi. Trước hết thì chị Huệ là người thầy đầu tiên của mình. Thực sự là nói chị là người rất là tâm huyết với nghề. Nhớ ngày xưa khi mà bắt đầu học phách thì rất là khó, vì là phách ca trù nó đảo tiết tấu rất là nhiều, và chị là người đã nghiêng ngang những cái tiết tấu phách đó và truyền dạy cho những cái thế hệ sau. Đến với ca trù bằng cái duyên, đạo nương Phạm Thị Huệ lại đem cái duyên này truyền cho những thế hệ kế tiếp mình. Chị mở nhiều lớp dạy hát ca trù cho các em nhỏ tại Thái Bình, Hà Nội. Chị chia sẻ bản thân mong muốn thế hệ trẻ sớm được tiếp cận với ca trù và trân quý nó. Bên cạnh đó, đạo nương Phạm Thị Huệ cũng trực tiếp giảng dạy bộ môn đàn tỳ bà cho những người yêu mến âm nhạc truyền thống của dân tộc. Cái thời điểm mà dạy cho các bạn trẻ thì đấy là cái thời gian mà tôi đã, sau khi đã bóc tách được những cái tiết tấu và những cái kỹ thuật của ca trù một cách rất là mạch lạc rồi. Thì nói chung cái môn nghệ thuật này thì nó không phải là dạy đâu. Có thể dạy rất đâu, nhưng mà những người mà có thể thực hành được thì lại rất là ít. Chị Huệ thực sự là đã muốn truyền lại cho thế hệ sau cái âm nhạc truyền thống này, và chị muốn có mở được nhiều lớp mà có nhiều các bạn nhỏ để truyền lại. Nhưng mà kể cả những người nhiều tuổi hơn như chúng mình đây thì chị cũng muốn dạy, là bởi vì khi mẹ mà có âm nhạc truyền thống, có học được những cái điều giá trị tốt đẹp thì chắc chắn con cũng sẽ theo. Với những đóng góp của mình, năm 2015, đạo nương Phạm Thị Huệ được nhà nước công nhận là nghệ nhân ưu tú ở lĩnh vực văn hóa phi vật thể. Chị được là đại diện thứ ba của Việt Nam được tổ chức World Master trao tặng danh hiệu nghệ nhân thế giới. Mong muốn đưa ca trù đến gần hơn với cuộc sống thường nhật, đạo nương Phạm Thị Huệ không ngừng sáng tạo ra những tác phẩm mới. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, chị đã cho ra đời một bài ca trù cổ vũ chống dịch bệnh. Giữa nhịp sống hối hả, vội vã nơi phố thị, đạo nương Phạm Thị Huệ vẫn chọn cho mình một góc nhỏ và giữ lại những giá trị âm nhạc truyền thống của dân tộc. Giọng ca mộc mạc thiết tha cùng tiếng đàn réo rắt du dương của người đạo nương này vẫn ngày ngày vang lên giữa mảnh đất Thăng Long nghìn năm văn hiến. Tình yêu Phạm Thị Huệ dành cho âm nhạc truyền thống của dân tộc mãi vang vọng như tiếng đàn của chị. Ca trù giúp tôi giữ được cho mình một cái cuộc sống khá là chậm tĩnh, không bị cuốn theo một cái guồng quay của xã hội. Thì đối với bản thân tôi, hạnh phúc thì chính là những cái gì từ trong tâm của mình. Cái hạnh phúc đấy nó không phải đến bởi vật chất bên ngoài, cũng không phải bởi một con người cụ thể nào mang lại cái niềm vui hạnh phúc cho mình, mà cái hạnh phúc đấy nó khởi ra từ trong tâm của mình. Nên câu chuyện đời ta mỗi